Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết luận văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về vấn đề giao tiếp thời công nghệ. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Cuộc sống phong phú hơn, tiện ích hơn với những công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, có những người quá đắm đuối giao tiếp do lạm dụng công nghệ đến nỗi bỏ quên việc trò chuyện trực tiếp cũng như những mối quan hệ ngoài đời. Chúng ta có thể hiểu giao tiếp là trao đổi, tiếp xúc với nhau, cụ thể giữa con người với con người. Giao tiếp có thể qua ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Công nghệ là thuật ngữ nói chung chỉ các phương tiện kỹ thuật máy móc hiện đại như điện thoại, máy tính. Hiện nay đi ra các quán cà phê cuối tuần đông đúc hơn thường nhật, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mỗi bàn có 5 đến 7 người. Có điều suốt thời gian ngồi bên nhau, họ cùng nhâm nhi cà phê nhưng cũng không ai nói chuyện với ai mà trao đổi với người khác qua các phương tiện công nghệ. Ngay cả trong quan hệ công việc, tình yêu hay gia đình, nhiều người cũng thích nói chuyện trên mạng hơn. Nhiều bạn trẻ ngày nay đã lười giao tiếp hẳn, quá lạm dụng công cụ trò chuyện trên những mạng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do một số bạn còn quá lệ thuộc vào công nghệ, chưa biết kiểm soát bản thân, dẫn tới hậu quả là giao tiếp bằng cách trò chuyện trực diện ngày càng bị chối bỏ. Khi trò chuyện trên mạng thì rất thân mật, nhưng khi gặp ở ngoài thì toàn bơ nhau như chưa hề quen biết. Các mối quan hệ rạn nứt hoặc mất đi. Quan hệ thân thiết giữa những người trong gia đình, bạn bè, xã hội ngày càng nhạt đi, khó thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Để cải thiện tình hình trên, chúng ta hãy cùng thực hiện qua khẩu hiệu hãy tắt máy tính, ra ngoài và gặp ai đó, hay hãy đối mặt với vấn đề của bạn, đừng mang nó lên Facebook. Bản thân mỗi người cần biết kiểm soát việc sử dụng công nghệ của bản thân. Hết bài nghị luận. Cảm ơn các em đã lắng nghe.